Hello, xin chào anh chị em nhà đầu tư. Thì mình là Tân đây. Thì hôm nay quay trở lại với chuyên mục review lại thị trường chứng khoán Việt Nam trên ngày 5 tháng 11 2021. Thì thay mặt cho Medical với chiếc team, mình xin phép được review lại những cái diễn biến xu hướng của thị trường trong phiên ngày hôm đó để cho mọi người có một góc nhìn cũng như là có những cái khoản trị về tài khoản của mọi người. Chắc là này thì thị trường vẫn đang trong một cái xu hướng gọi là tăng điểm đấy, và dòng tiền người ngoài cuộc chơi giai đoạn này họ cũng đã tham gia trở lại. Trước đây thì có cái ngưỡng điểm tâm lý 1.400 này làm cho cái rào cản tâm lý của nhà đầu tư họ ngồi ngoài cuộc chơi rất là lâu đấy, khoảng 4 tháng. Và giai đoạn này khi mà cái nút thắt tâm lý được cởi bỏ, khi mà kinh tế vĩ mô cũng đang được hưởng lợi bởi nhiều cái chính sách bơm kích cầu của nhà nước cũng như là toàn thế giới, tất cả các quốc gia họ đều có những gói kích cầu về kinh tế như vậy, thì làm cho những cái nhà đầu tư cũng như là các tổ chức họ có một cái triển vọng và có một cái niềm tin vào thị trường. Đấy, nhất là thị trường mà thứ cấp như chứng khoán hay là thị trường thứ cấp là hàng hóa. Đấy. Thì để bắt đầu với lại phiên ngày hôm nay thì mình cũng xin phép được review qua những cái diễn biến của chỉ số VN Index. VN Index hôm nay thì dừng chân ở ngưỡng điểm là 1.456,51 điểm, tương đương tăng 8,17 điểm. Đấy. Và vẫn đang trong một cái xu hướng tăng điểm rất tốt. Đấy, tăng cả về điểm số lẫn cả vol mua bán so với lại trung bình 20 phiên. Đấy, đây là một cái vol mà mình nghĩ là tích cực. Giai đoạn phiên ngày mùng 3 tháng 11 2021 thì có áp lực chốt lời ở dòng bất động sản. Tuy nhiên thì hôm đấy thì dòng banh nó cũng là một trong những cái dòng chính để dẫn dắt chỉ số VN Index không bị giảm quá sâu. Đấy, dòng tiền đang luân chuyển rất là đẹp và nó duy trì cho thị trường một cái trạng thái rất là tăng trưởng bền vững. Đấy. Và mình cũng đánh giá là giai đoạn này nó sẽ tiếp tục là đang trong một cái xu hướng đi lên. Đấy, với dẫn dắt bởi rất nhiều các dòng khỏe. Đấy, bao gồm nhóm ngành về phân bón. Phân bón là một trong những nhóm ngành đang được quan tâm rất là nhiều giai đoạn này, với lại nhóm ngành bất động sản. Bất động sản thì vẫn đang là trong một cái con số rất là tăng. Tại vì các bạn đều hiểu là giai đoạn này thì cái việc bơm tiền đang diễn ra rất là ồ ạt ở tất cả các quốc gia để kích thích nền kinh tế từ giờ đến cuối năm, đạt được những cái mục tiêu của tất cả các nước trên thế giới ấy. Họ đều có một chung một mục tiêu là đạt được cái kỳ vọng tăng trưởng đầu năm họ đã đặt ra. Năm 2020 thì nhiều bạn biết thì cái năm bùng nổ của dịch Covid-19. 2021 thì khi mà tình trạng Covid được kiểm soát bởi nhiều quốc gia, với cái việc xuất hiện của vaccine phòng chống bệnh đấy, thì họ sẽ đặt ra một cái mục tiêu là khôi phục nền kinh tế. Tuy nhiên thì trái ngược với lại nhiều cái suy đoán là cái vaccine ấy nó cũng không phải là quá là 100% là hiệu quả. Đấy. Và cái việc phủ rộng ấy nó cần rất là nhiều thời gian, có thể là sang tận năm 2022 thì cái tốc độ phủ rộng nó sẽ được đảm bảo hơn. Đấy. Thêm nữa thì là nhóm ngành bất động sản, với việc mà phủ rộng tiêm chủng ở các tỉnh miền Nam và việc mở rộng cái gọi là đi lại giữa các tỉnh trong miền Nam đấy, thì con sóng bất động sản nó được khơi thông trở lại, dòng tiền chảy vào ồ ạt đấy, khi mà tất cả các nhóm ngành khác bao gồm nhóm ngành về ngân hàng vẫn chưa có sức hút bởi vì những cái tin tức vĩ mô, bởi vì những cái về vĩ mô nó chưa ủng hộ ngành ngân hàng đấy, thì dòng tiền nó vẫn đang hút vào những cái nhóm ngành nghề mà đang được hưởng lợi trực tiếp tiền rẻ, mà thì những kênh về tích trữ tài sản như bất động sản hay cổ phiếu đất thì là những cái kênh mà nhà đầu tư đang rất là quan tâm đấy. Và cũng cái khẩu vị về cổ phiếu của cái nhà đầu tư ở Việt Nam nó cũng khá là tập trung vào nhóm nhóm ngành về cổ phiếu đất, thay vì ở Mỹ thì họ có nhóm ngành Big Tech đấy, là nhóm ngành về cổ phiếu công nghệ, thì ở Việt Nam thì cổ phiếu đất là một trong những cái dòng mà đi đầu dẫn dắt thị trường. Cộng với nữa là cái nhóm ngành về chứng khoán, khi mà thị trường tăng khoản ngày càng gia tăng, có những phiên lên đến 52.000 tỷ đấy, thì giúp cho cái ngành chứng khoán sẽ được cái ngành hưởng lợi rất là nhiều đấy, phí giao dịch ngày càng tăng và tốc độ mở rộng mở nở margin cũng ngày càng tăng theo, và doanh thu của những công ty chứng khoán họ sẽ được hưởng lợi rất là mạnh. Phiên ngày mùng 5 tháng 11 2021 thì mình cũng đánh giá là một cái phiên mà dòng tiền đang lan tỏa rất là đều, với việc mà dòng bất động sản có phiên chốt lời ngày mùng 3 ấy,
thì sẽ cần những cái phiên tích lũy. Thì giai đoạn này những cái cổ phiếu liên quan đến những cái nhóm ngành khác nó sẽ được hưởng lợi, và nó theo câu chuyện của vĩ mô cũng khá là nhiều, bao gồm nhóm ngành lương thực thực phẩm, những cổ phiếu mà mình đã phân tích các phiên trước như cổ phiếu ta chẳng hạn, đi theo sóng về sóng gạo xuất khẩu sang Hàn Quốc. Đấy, mình cũng đã khuyến nghị các bạn mua cái phiên ngày 4 tháng 11 2021. Đấy, và một cái cổ phiếu nữa là con NTG này, cũng là một cổ phiếu theo sóng gạo. Tuy nhiên thì con này cái cơ cấu về doanh thu của nó thì cái phần gạo chiếm một phần nhỏ thôi, 20%, thì đánh theo sóng thì cũng vẫn được. Tuy nhiên thì nó không phải là cái con sóng quá khỏe đối với lại một nhóm ngành nghề, tại vì cổ phiếu này cái cơ cấu doanh thu của nó không quá cao về gạo. Đấy, mà nó chiếm phần lớn là cái thuốc bảo toàn cái thuốc gọi là bảo vệ về thực vật ấy. Đấy, ok, mình sẽ mô tả thêm về những cái diễn biến mua bán của các khối nhà đầu tư để giúp cho mọi người có được những cái view nhìn toàn cảnh. Khối nhà đầu tư nước ngoài trong cái phiên ngày 5 tháng 11 này thì là một cái phiên họ mua dòng rất là khỏe. Đấy, họ chỉ bán ra những cổ phiếu mà bao gồm Vinhome này, Vic này, SSI, Tiền Phong Banh, DGC cũng bắt đầu cũng tiếp tục được bán ra. Đấy, họ mua trở lại Hòa Phát này, mua Guest này, tiếp tục được mua Guest nữa, Guest quá là khỏe. DG cũng tiếp tục được mua. Đấy, và gần như là họ giải ngân rất là tốt phiên hôm nọ. FLT là một trong những cổ phiếu mà mình khuyến nghị giai đoạn này mọi người có thể mua mới nhé. Đây là cổ phiếu mà sau khi ngành bán lẻ được phục hồi, nó bắt đầu là chiếm được những cái mặt bằng rất tốt của con thế giới di động. Vì thế thì cổ phiếu này cũng sẽ được hưởng lợi. Đấy, tiềm năng là chuỗi hiệu thuốc Châu Long cộng với lại cái chuỗi bán lẻ điện thoại di động, smartphone và smart laptop các thứ thì nó bán rất là nhiều. ABC One sau khi chia xong chẳng hạn là một trong những nhóm ngành nghề mà mình được hưởng lợi. Bởi cái việc mà Hà Nội năm sau thiếu điện, cái chu kỳ thời tiết La Nina cũng sẽ khép lại vào cái tháng 3 đến tháng 4 năm 2022. Và vì thế cái mùa hè năm 2022 sẽ là một mùa hè mà đánh giá là nó sẽ thiếu điện. Cộng với việc mà Trung Quốc cũng đang bị ảnh hưởng bởi cái tình trạng thủy văn ấy. Đấy, thì làm cho những cái cổ phiếu liên quan đến năng lượng tái tạo nó sẽ được kỳ vọng rất là nhiều. BC1 này, TV2 này, BCG và cả những cái cổ phiếu như con GEC cũng sẽ được hưởng lợi. Đấy, về nhóm tự doanh thì phiên hôm nọ cũng đánh giá là một phiên mà họ mua vào rất là khỏe, mua đến 139,82 tỷ. Đấy, cả khối nhà đầu tư nước ngoài và khối nhà đầu tư tự doanh họ đang giải ngân cũng khá là khỏe, khá là mạnh. Tuy nhiên thì cũng có những cổ phiếu mà giải ngân khá trái chiều. Khối nhà đầu tư nước ngoài và khối nhà tự doanh thì họ lại đang bán ra một số các cổ phiếu khá là chung, còn DGC tuy nhiên thì cũng có những cái luồng quan điểm đấy, trái khác biệt đấy một chút. CII này cũng là một trong những cổ phiếu mà hưởng lợi sóng đầu tư công nhé, thì các bạn có thể quan tâm đến cổ phiếu này trong phiên ngày mai 8 tháng 11 2021. Ok, thì mình sẽ đến với việc mà review lại những cái vĩ mô liên quan đến dòng một số dòng cổ phiếu ấy. Mọi người có thể có thêm cơ sở và luận điểm để đầu tư. Thứ nhất là về nhóm ngành phân bón, thì theo cái bảng của mình đang show cho các bạn thấy đây, thì là cái tổng hợp về cái giá phân đang tăng bán tại hai nhà máy là Đạm Phú Mỹ và Đạm Cà Mau, và đến cái tháng 11 2021 này thì cái giá bán phân này nó đã tăng so với cái nền giá khoảng quý 3. Đấy, các bạn nhìn thấy là khoảng 40%. Thì các bạn nhìn thấy đây là một trong những cái sự tăng giá rất là khiếp đấy. Nó sẽ cấu vào lợi nhuận của DCM và DPM trực tiếp. Đấy, và hai cổ phiếu này giai đoạn tháng 3 à quý 3 nó đều phản ánh là cái việc phân tăng giá là nó được hưởng lợi về báo cáo kết quả tài chính nhá. Và nó giúp cho một cái dòng tiền về ổn định, tức là dòng tiền về đầu tư ấy, nó sẽ hút vào những cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng ổn định và đột phá như này. Đấy, tức là thay vì dòng dầu khí và dòng khí đốt là đoạn trước cũng có sự tăng giá rất là mạnh bởi cái nhu cầu về năng lượng của con người cũng như toàn thế giới tăng cao từ giờ cuối năm
Đấy, năm nay là dự đoán là một năm siêu lạnh. Thì các quốc gia khác họ đã tích trữ cái lượng khí đốt rất là nhiều. Việt Nam cũng là một trong những cái quốc gia mà không tránh được cái việc tăng giá chung như vậy. Tuy nhiên thì nó không phản ánh được cái việc tăng giá chung của giá ga thế giới vào kết quả lợi nhuận của các doanh nghiệp như PPG hay CNG. Đấy, thì vì thế thì do dòng tiền đầu cơ ấy, nó sẽ dần rút ra và nó đầu cơ vào những cái nhóm ngành mà nó được hưởng lợi trực tiếp như kiểu đạm. Đấy, phân đạm như này. Đấy, đạm Phú Mỹ và đạm Cà Mau thì vẫn là những cái target là 6x với lại đạm Phú Mỹ và Cà Mau là 4x. Đấy. Thì bạn nhìn thấy nhá. Đấy, tăng rất là mạnh. Và giai đoạn quý 3 vừa rồi ấy, vì nó tăng như vậy thì các con đạm Phú Mỹ hay đạm Cà Mau thì nó đều có được cái tăng trưởng thì nó gần gấp 3 cùng kỳ năm ngoái. Đấy. Thêm vào đó nữa thì là những cái quốc gia xuất khẩu phân bón như Trung Quốc này, Nga và Ấn Độ đều có những cái vấn đề chung. Đặc điển hình là Trung Quốc giai đoạn trước thì bây giờ họ đã không còn xuất khẩu nữa rồi. Họ đang tiết cung xuất khẩu để đấy. Gọi là duy trì được cái nền giá phân bón ở trong nước họ đến mức thấp đấy, và không có nạn đầu cơ diễn ra nữa. Và Nga hiện tại với cái việc thiếu hụt phân bón và cái nền giá chung bị đẩy cao, họ cũng đã quan tâm đến cái việc tồn kho giá phân ở trong nước. Và đây là một trong những cái yếu tố tiên quyết để giúp cho vấn đề về an toàn lương thực thực phẩm nó sẽ được đảm bảo. Đấy. Thì Nga sẽ áp dụng hạn ngạch xuất khẩu với một số loại phân bón từ ngày 1 tháng 12 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2022. Đấy, và bao gồm phân đáp này, MAP này, NP và NPK. Đấy, NPK thì cả đạm Cà Mau và đạm Phú Mỹ đều có NPK nhé. NPK của đạm Phú Mỹ thì nó đưa vào vận hành từ rất nhiều năm trước. Tuy nhiên thì đạm Cà Mau mới từ tháng 9 năm 2022 à 2021, và nó sẽ là một trong những cái cốt lõi, những cái key chính giúp cho đạm Cà Mau nó sẽ tăng trưởng tốt trong từ năm 2021, cuối năm 2021 đến sang năm 2022. Đấy. Thêm vào đó nữa thì là những yếu tố vĩ mô liên quan đến cái nhu cầu về tiêu dùng và nhu cầu về hàng hóa từ giờ đến cuối năm của toàn thế giới. Mình có đọc một cái bài báo của Reuters.com đây. Thì cái việc mà Trung Quốc, cái nhịp đập về xuất khẩu Trung Quốc dự đoán ấy, thì nó sẽ có những cái mỏ neo giúp cho nó tăng trưởng tốt từ giờ đến cuối năm. Đấy, bao gồm thứ nhất là cái việc mà các quốc gia châu Âu và Mỹ họ đến cái mùa tiêu dùng của họ ấy. Đấy, Super Sale 11 tháng 11 này, Việt Nam cũng có những cái ngày lễ hội mua bán bao gồm 11 tháng 11, 12 tháng 12 ấy, của các Shopee, Tiki họ đều có tổ chức. Thì ở Mỹ họ cũng vậy, những Amazon hay là những cái trang thương mại điện tử như eBay ấy, nó cũng có kích cầu rất là tốt. Và thêm nữa thì ở phương Tây họ có cái nhu cầu tiêu dùng sớm ở những cái giai đoạn mà cuối năm. Đấy, đặc biệt là những cái ngày lễ lớn như ngày lễ Halloween diễn ra vào 30 tháng 10 2021 hay là những cái ngày lễ về Noel đón chào năm mới thì cái nhu cầu về hàng hóa của họ sẽ tăng cao. Và Trung Quốc giai đoạn trước thì cũng vì một số chính sách của chính phủ cộng với lại cái việc mà giá đầu vào của nhiều nguyên vật liệu tăng cao thì làm cho cái việc xuất khẩu của Trung Quốc gặp vấn đề. Tuy nhiên giai đoạn này họ cũng đã khắc phục được một phần ấy, thì giúp cho cái việc xuất khẩu và sản xuất của họ từ giờ đến cuối năm nó sẽ kín ngân hàng. Đấy. Và bài báo này cũng phân tích là nhóm ngành cảng cũng là sẽ là một nhóm ngành được hưởng lợi, tại vì cái nhu cầu về xuất khẩu tăng cao thì nhóm ngành cảng sẽ là nhóm ngành vận chuyển và sẽ được hưởng nhiều cái vòng quay hơn của cái chi phí. Đấy. Doanh thu của họ sẽ được tăng rất là nhiều. Đấy. Tuy nhiên thì vì cái câu chuyện của dòng cảng hiện tại nó không còn quá mới. Đấy, cái định giá cái giá cước tàu ấy nó đang ở cái vùng cao rồi. Đấy, và với những cái thông tin hiện tại thì mình nghĩ là cái giá cước tàu nó cũng sẽ không thể đạt được những cái được cái nền giá của tháng 2 hoặc là tháng 3 năm 2021. Đấy. Thì giúp làm cho cái việc mà đầu cơ nhóm ngành cảng này nó cũng đang chưa thu hút được dòng tiền. Tuy nhiên về dòng tiền tài chính và dòng tiền về đầu tư thì mình đánh giá cũng rất là cao dòng cảng. Đây là một nhóm ngành mà nó đang được quan tâm đầu tư rất nhiều từ nhà nước, nhất là việc mà Việt Nam
sau rất nhiều năm đã chiếm lĩnh nhiều thị trường, tức là nhiều cái ngành nghề xuất khẩu sang Mỹ, bao gồm nhóm ngành gỗ này, sản xuất may mặc hay là thủy hải sản, cũng giúp cho cái việc mà nhóm ngành cảng này giai đoạn tới nó sẽ được hưởng lợi bằng cái việc mà xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam nó sẽ tăng cao. Việt Nam giai đoạn này cũng tham gia rất nhiều các gọi là tổ chức về hưởng lợi về kinh tế ấy, thì bao gồm BVKTA này, REC này, đấy, thì cũng giúp cho cái việc xuất khẩu sau này của Việt Nam nó cũng sẽ được hưởng lợi, có nhiều đối tác, nhiều các đơn hàng hơn. Thực ra là vừa rồi thì con TAR này cũng có những cái đơn hàng rất là lớn từ chính phủ Trung Quốc, chính phủ Hàn Quốc nhập khẩu gạo từ ta này, rất tốt này. Đây, vừa nhắc đến phân ure thì cũng có ngay một bài báo là DPM được hưởng lợi rất là nhiều từ việc mà giá phân tăng cao. Đấy, cả cái phần ammoniac cũng tăng giá trên toàn thế giới, giúp cho cái việc mà DPM họ xuất khẩu được cái ammoniac ra nước ngoài rất là nhiều, và nó cấu vào lợi nhuận của DPM. Ok, thì mình sẽ view một số nhìn phiên ngày mai giúp cho các bạn có thể có một số cái sự gợi ý nhé. Thì thứ nhất là bao gồm nhóm ngành về một số các cổ phiếu liên quan đến hạ tầng, thì bao gồm có CII, đây là một trong những cổ phiếu mà đánh giá ngoài nó là công ty mẹ của NBB, giai đoạn trước tăng rất là mạnh, nó cầm rất nhiều cổ phiếu của NBB. Đấy, thì với cái việc mà hạ tầng Hồ Chí Minh giai đoạn tới nó sẽ được đẩy mạnh giải ngân này, cũng như là nhiều các tuyến đường nó sẽ đưa vào giai đoạn nghiệm thu, thì lợi nhuận của con CII này nó sẽ được cấu thành rất là nhiều. Đấy, và nó có những cái kỳ vọng rất là tốt từ giờ đến năm 2022. Đấy, khi mà Việt Nam tăng cường giải ngân cho đầu tư công thì CII cũng là một cổ phiếu rất là đáng quan tâm. Các bạn có thể mua vào cái nền giá 23.6 và target khoảng 30. Là BCA này cũng là một trong những cổ phiếu rất là tốt. Đấy, giai đoạn trước thì ở Bình Dương dịch bệnh nặng như vậy. Đấy, và cái việc mà thanh tra lại rất nhiều các dự án xây dựng ở Bình Dương ấy, thì làm cho những cái cổ phiếu xây dựng ở Bình Dương nó bị ảnh hưởng, bao gồm TDC này, BCA hay là BKMX, nó bị ảnh hưởng rất nhiều. Giai đoạn này khi mà cái việc đi lại nó được nối thông hơn thì những cái công ty về xây dựng đấy, như BCA nó sẽ được hưởng lợi. Nhóm mạnh về phân bón sau một phiên break thì DPM và DCM cũng rất còn nhiều tiềm năng để mua bán, đặc biệt là DPM khi quay trở lại cái đỉnh cũ của nó rồi. Đấy, với những cái phiên điều chỉnh đủ tốt thay máu nhà đầu tư, thì cái phiên ngày hôm qua, phiên ngày 5/11/2021 thì dòng tiền lại quay ngược trở lại, và khả năng thì phiên ngày thứ hai tuần tới nó sẽ có cái chiều thuận là tăng trưởng tiếp theo. Đấy, thì các bạn có thể mua ở cái vùng giá khoảng 50 và target còn ngắn hạn là 55, dài hạn một chút thì là 60. Hay DCM cũng chung một cái xu hướng như vậy, thì các bạn có thể mua ở vào cái giá khoảng nhỏ hơn 35 và target nhịp ngắn khoảng 38. Đấy, nhịp trung hạn khoảng 40-42. Đấy, rất là ok. Một số các cổ phiếu về chứng khoán thì cần những cái nhịp nghỉ nhiều hơn để nó giúp cho nó tiếp tục tăng trưởng. Đấy, bao gồm những cổ phiếu như STS này, PCI cũng cần những nhịp nghỉ. Đấy, tăng cũng khá nóng rồi, giai đoạn này thì cũng chưa nên mua mới mà cần những nhịp nghỉ để mua vào. VND giai đoạn này cũng đang rất là khỏe. VND đang rất là khỏe. Đấy, VND đang rất là khỏe và chỉ cần chờ một hai phiên tích lũy và quay trở lại cái gap này, lớp được cái gap 63.9 này, thì các bạn có thể mua mới nhé. Đấy. Ok, thì phiên ngày hôm nay thì mình cũng review lại như vậy thôi. Thì chúc mọi người có một phiên giao dịch ngày 8/11/2021 thì thật là thành công. Đấy. Và một số các cổ phiếu gợi ý ấy, mình sẽ mô tả để lại ở dưới phần mô tả ấy, để mọi người có thể tham khảo. Đấy, ok, chào mọi người.